Tiền. Hôm nay tôi sẽ giảng một bài pháp đặc biệt. Pháp gì vậy? Là pháp tiền. Vì sao tiền là vật không sạch sẽ? Quý vị thử nhìn xem, tiền là thứ dơ bẩn nhất trên thế giới đó. Bởi vì người ta lúc đếm tiền, đa số thường thấm nước miếng để đếm. Trong nước miếng có chứa biết bao là vi trùng, vi khuẩn. Không biết là tiền đã trải qua bao nhiêu lần nước miếng của người ta rồi, cũng không biết là đã có bao nhiêu giống vi trùng truyền nhiễm bệnh trong đó. Có thể thấy, hễ tiền được đếm càng nhiều lần thì tiền càng trở nên dơ bẩn hơn. Nhưng trái lại, vẫn có người yêu quý tiền còn hơn sinh mạng họ. Đó là đã biết nó dơ mà cố phạt. Số người vì tham tiền mà hy sinh gây đến sinh mạng mình cũng không tiếc. Điều đó đủ chứng minh ma lực của tiền là như thế nào rồi. Người Trung Hoa khi sáng tạo ra chữ, họ đều rất cẩn thận và bỏ ra nhiều tâm huyết mới thành tựu được. Thông thường chữ có 6 loại là tượng hình, chỉ sự, hội ý, hình thanh, chuyển chú và giả tá, giả danh để mượn tiếng. Mỗi chữ đều không rời phạm vi của 6 loại này. Như chữ tiền thuộc hội ý, tiền gồm có chữ kim và 2 cái mát. Có bài kệ nói về tiền như sau: Nhị qua tranh kim sát khí căng, nhân 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 tha phạm lao đăng. Năng hội dụng giả siêu tam giới, bất hội dụng giả nghiệt năng đạo. Đại ý bài kệ nói rằng, người ta dùng kim loại để đúc thành tiền. Hai cái mát là hai người giành tiền, hai bên kẻ tranh người đoạt, khi sát khí bùng dứt tận mây xanh. Nhiều người vì tiền mà sinh ra biết bao nhiêu phiền toái. Người biết dùng tiền thì đem nó làm nhiều chuyện có công đức, lợi người, lợi mình và có thể thoát khỏi tam giới, khỏi phải chịu sanh tử. Người không biết dùng tiền thì dùng nó tạo nhiều nghiệp ác, cho nên đọa vào tam ác đạo, vĩnh viễn không được giải thoát. Chúng ta nên biết tiền là vật hại người và cũng không nên tham cầu nó. Vì sao chúng ta xuất gia tu đạo? Bởi vì chúng ta muốn xem tài sắc như không có, chúng ta không chấp ở tài, cũng không chấp ở sắc. Sau nữa là đối với từng cử chỉ hành động của chính mình, giờ khác nào mình cũng hồi quan phản chiếu, giết giữ tâm không để nó chạy ra ngoài. Trải qua ngày dài tháng ròng, đến lúc tâm chúng ta trong sạch như tấm gương, chúng ta sẽ tự rõ ràng được thiện ác. Như thế chúng ta mới thoát khỏi tam giới và sinh tử. Đó là hoài bão căn bản của người xuất gia. Nếu như chúng ta bỏ không nổi tài, xả không nổi sắc, tức là luống phụ cả ý nguyện xuất gia của mình. Người thế gian làm thí mạng để kiếm tiền và nghĩ hết mọi cách để tích trữ tiền bạc cho con cái. Nhưng họ không biết rằng để tiền lại cho con cháu, tức là mang tai họa đến cho chúng. Trái lại, nếu họ không để lại tiền của thì sẽ không có phiền phức gì. Gọi là con cái giỏi hơn cha, lưu của để làm gì? Có con không bằng cha, lưu của để làm chi? Con trai con gái có bản lãnh hơn cha, nếu để tiền cho chúng, chúng cũng chẳng có chỗ dùng. Ngược lại, con trai con gái không có bản lãnh như cha, nếu để tiền lại cho chúng là dạy chúng không chịu làm việc để sinh sống, mà chỉ thích trông chơi, say sưa cờ bạc, đàn điếm rượu chè, suốt ngày lân la ở lầu tầng quán sở. Hả, đó không phải là hại con cháu sao? Vì vậy tôi khuyên người có tiền nên làm nhiều việc công đức, tế thế cứu nhân thì sẽ được vô lượng công đức. Chúng ta là người xuất gia, chẳng những không tham tài sắc, mà ngay cả vọng tưởng cũng không nên khởi nghĩ tới. Khi đi đứng nằm ngồi, chúng ta đều nên khống chế vọng tưởng. Khống chế như thế nào? Chỉ có một pháp môn là niệm Phật hoặc trì chú. Ít nói một câu thì niệm thêm được một tiếng Phật. Niệm đến khi có cảm ứng đạo giao là có thể khai ngộ và đạt được trí huệ. Cho nên nói đã đắc niệm đầu tử, chuẩn nhữ pháp thân hoạt, tức là đánh chết vọng niệm để pháp thân bừng sống. Bởi vậy người tu đạo giờ khác nào cũng nên tự kiểm soát lấy mình. Cho nên nói phải nhớ vô thường, cẩn thận chớ buông lung,
Chúng ta nên dùng hai câu này để cảnh giác, tự nhiên mình sẽ thức tỉnh trở lại. Hy vọng mọi người sẽ nghiêm trì giới luật, đó là điều tôi hằng trong mong đấy. Đây là hai câu nói rất có đạo lý. Lung kê hữu thực, than hoa cận, giả hạt vô lương thiên địa quan. Nghĩa là con gà trong lòng tuy có thóc ăn, nước uống, nhưng khi nó mập lớn thì bị giết và bị bỏ vào nồi nước sôi để làm thức ăn cho người. Cho nên nói than hoa cận là nồi nước sôi kế bên. Con hạt rừng tuy không được thóc lúa để ăn, nhưng trời cao đất rộng, nó mặc sức tung hoành trong vũ trụ, không bị câu thúc, không chấp vào đâu, tiêu dao tự tại biết bao nhiêu. Chúng ta là người xuất gia thì nên lấy trời đất làm lều và bốn biển là nhà, không nên có chỗ ở riêng tư. Nếu chúng ta có chùa thì cũng có lúc bị dính mắc rồi vong rủi tìm cầu, như thế là trái ngược với Phật pháp. Cho nên sai lầm dù nhỏ nhưng dẫn đến hậu quả to lớn. Đó cũng là ý nghĩa của câu sai một ly đi ngàn dặm. Có vị thiền sư đã từng nói như thế này: năm qua nghèo còn có đất cắm dùi, năm nay nghèo cả dùi cũng không. Tư tưởng của ngài tự tại giải thoát biết là bao, thật là ví diệu không thể nghĩ bàn. Chúng ta nên noi theo gương của vị thiền sư này, là ngoài một bình bát và ba tấm y, ngài đã không tìm cầu chi hết. Tiền là vật ngoài thân, sanh không mang đến, chết không mang đi. Cho nên có tiền, chúng ta nên làm nhiều việc công đức, như in một quyển sách nhỏ để phổ biến tuyên truyền Phật pháp thì công đức vô lượng, so ra còn hơn là dựng chùa xây tháp cho chính mình. Người sáng suốt thì không chấp trước và cũng không có hành vi ô nhiễm. Ô nhiễm cái gì? Tức là tham tài ái sắc. Nếu không bỏ tài, thời không thể trừ khử ô nhiễm, sắc chẳng coi là không thì không thể sạch hết nhiễm ô. Nếu mình không muốn bị ô nhiễm, chỉ có một biện pháp là phá tan hai cửa tài sắc đi. Tức thì tận hư không khắp pháp giới, đâu đâu cũng đều là chỗ ở của chúng ta. Chúng ta là người tu đạo, hãy nên ghi nhớ rằng, thèn chốt là ở tại hai cửa tài sắc. Nếu có thể phá được chúng, thì chúng ta sẽ không chấp trước vào bất cứ gì. Người đời có câu nói mỉa mai rằng, người xuất gia không thích tiền, nhưng có càng nhiều càng tốt. Người xuất gia chúng ta nên phản tỉnh, nên kiểm điểm lại, xem mình có thứ tư tưởng như thế không? Nếu có thì nên sửa đổi, còn không thì tránh mà tránh. Hy vọng mọi người đề cao cảnh giác và tự lực cánh sinh, nên học theo lời răn bảo của thiền sư Bách Trượng: một ngày không làm là một ngày không ăn. Như quả ai cũng làm được như thế, thời người đời sẽ không còn châm biếm rằng kẻ xuất gia là con bọt gạt. Người xuất gia ở chùa Kim Sơn biết tiền là vật không trong sạch, cho nên có người trì giới không giữ tiền bạc, tức là tay họ không đụng chạm đến tiền. Họ tuyệt nhiên không có liên hệ qua lại đến tiền bạc. Để tôi kể một câu chuyện có thật cho quý vị nghe. Tôi có đệ tử là con độc nhất của một ông triệu phú. Chú này chẳng những không muốn tài sản của cha, mà khi được cha giới thiệu cho một cô bạn gái, chú cũng cự tuyệt luôn. Rồi sau đó chú quyết định tìm đến chùa Kim Sơn xuất gia tu hành. Bởi vậy tôi mới đặt pháp danh cho chú là Hằng Không. Một ngày kia cha chú gọi điện thoại hỏi: con cần tiền không? Cha có thể gửi cho con mà. Nhưng chú không chịu nhận tiền của cha. Hành động đó thiệt là xứng với danh đệ nhất đại ngu xuẩn. Chú giữ giới không đụng tiền, danh và quả thật phù hợp. Vì một xu chú cũng không dính túi, được không tham tài sắc tức sẽ không bị nhiễm ô. Nếu ai có hành vi như vậy thì nhất định sẽ được thành tựu. Giảng ngày 10 tháng 10 năm 1980. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-am.net. Ha ha ha,